Ở đây có Lacoste hoặc là cá sấu mà anh? Nói à? Có là cá sấu không? Có thùng cá sấu không? Cá sấu. Lên luôn. Lên thử thôi. Dịch quay ngọc qua mua đây anh. Ở dưới cho lên đây, đây ngọc cắt quá. À. Mà hôm qua nói con dịch quay 1.5 triệu hả? 1.5 triệu. Nó nữa con là 250, 248 hay 250 gì đó. Khoảng 750.000 đúng rồi. Mặt tên gì kìa. Siêu thị APM. Giá nè, đó Nike nè. Đồ hiệu ở đây chứ đâu. Không phải là hàng outfit không? Này là phỏng tay à. Này là khỏi chê rồi. Hàng form mới, mẫu mới không à. Không, mà nếu mà mua sắm là mấy hàng này là nó có trước hết trơn rồi đó. Để làm cho cái công ty nó sản xuất cái bóng quốc tế đó. Cái đó mua cho vợ đi anh. Bốn trăm mười đô là khoảng 1.2 triệu. 410 là anh rẻ tiền quá hay sao anh? Nhỏ cũng 1.2 triệu luôn. $719 sale. Rồi. Đẹp quá trời này anh. Cũng 2.000.000 luôn. 2.000.000 đó. Đó. 1.500.000. Bên này nó hàng đa dạng ghê ha. Tại vì tính đồ nó qua đây nó mua không phải rồi. Các kiểu luôn. Adidas. Trời nón kìa. Quả gì nó đẹp không à. Gì là 8 đồng, gì là 85 đô gì đó đó. Nón là như em ai nè. Cho mời cầm phải tầm từ 2 triệu trở lên. Nike. Nói chung là hàng mẫu mới là nó về đây trước hết nè. Đó, basketball nè, bóng rổ nè. Quá đẹp luôn. Về để đi chạy nè. Không, mấy môi mới mới về đây không anh ha.
20 mấy. Không, tính nếu mà tính ra nó qua đây nó mua vẫn rẻ mà, đúng không? À, ok, thôi không cho quay. Lên đây xuống anh, xuống iPhone chưa? Coi sờ được iPhone chưa? Nãy cầm tay tờ iPhone chưa? Có. Nãy êm lắm. 14.000 mà. Không, cầm tay thử coi mình cảm nhận. Xuống coi thử coi. Thế bữa nãy em ghé em tạt ngang em đía cái rồi. Chơi có gặp cái phim nè. Thôi vậy rồi. Đi xuống rồi trải nghiệm coi cái iPhone thử rồi sao? Không có, mình người ta xếp hàng ta mua chứ còn mình vô trải nghiệm được mà. Cấp tờ. Hiểu, em bóp lên YouTube cho con gái em nó có cái kênh YouTube á, là em ngày nào cái bóp lên cái này cái độ trời ơi giờ em vui thôi mà em đi đâu em quay nó quay clip nó bóp lên thôi chơi vậy ăn gì không cái gì vậy 26 ngày nhưng mà bao nhiêu follow rồi? Chắc nhiều quá đâu tiền chứ. Nhiều mà được like rồi. Ồ, vậy ghê đó chứ. Nãy lầu 2 anh khám phá chưa? Một cái phòng này nó trang trí nhìn nó đẹp quá anh Dũng, nhìn đơn giản mà đẹp quá ha, sang ghê, thiết kế quá đẹp luôn. Mắt kính với lên mà đi siêu thị khác hả? Đâu đây mà đi chỗ này xong thấy là bên con đây là quán ăn giống như Việt Nam thôi. Ồ, chị mắt kính kìa. Ở đây là đồng nghiệp. Ở đây sau lưng là đồng nghiệp. Rồi. Ở cuộc sống này là ôi Hồng Kông áp lực lắm.
sống rồi nó áp lực lắm. Giờ mới đi làm về chưa được ăn nè. Đi ăn nữa. Muốn mua con vịt quay nhậu rồi tới 1,5 triệu. À. Ông Công anh qua đây anh kiếm chỗ ăn mỏ mà không có. Rồi vô đây chưa? Có mua quà được không anh? Em ra đĩa quà cái anh. Cho em đĩa cái. Ồ, đầu rồi. $400,000 của mình đẹp quá chứ. Mấy bình đâu ta? Mấy rất là nhiều đồ luôn, đồ đẹp đẹp không à? Đồ chơi quà tặng các mọi người. À đây bình đây. Số à? Hay là bên này số nè anh? Bên này số? Số à? Có cái bình nóng lạnh của Coca-Cola nhìn đẹp quá. Nó đóng giống Coca-Cola, cái bình nóng lạnh đó giống như để kia nó bán sữa bò Long Thành đấy rồi. Đây anh. Ủa sao vậy? Final nè, sale 50% luôn nè. Mấy giờ sẽ đồ local. Mấy giờ sẽ. Lãi gì anh? Chạy tôi không có tiền.
Nhưng mà qua này nó có anh nói anh nghe không? Hiểu không? Hiểu, sao hiểu trời. Hiểu không? Trời, không hiểu, anh không hiểu cái chân. Hiểu không anh không? Là người Hồng Kông nói anh hiểu không? Không, rồi thằng cũng giống như tiếng Việt mà ở Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam lại nó sẽ bị hiểu. Ô tàu đi ngầm rồi. Em ha. Quay camera vô. Thôi. Anh mua được cái vỏ rồi, mua vỏ tặng cho rượu luôn. Ủa, mua rồi đủ rồi. Ghê vậy? Ờ, gãi bọn trong nè. À, bây giờ đây nổi nổi nha. Thoải mái thôi. Chưa, anh đâu lấy iPhone à? Không, đâu, rơi rồi. Trong này nè. Dưới này. Đây, vô iPhone chứ. Không coi thôi chứ. Mấy anh đi này là nãy cũng đi tới đây luôn rồi nè. Quay ra nè. Đi vô trong đi, vô trong đi anh. Quay hết xèo. Nè, đi order mấy đứa nó kìm nè, quá trời kìa. Đây nè, hàng chất lượng là giữ đây nè. Em có quay chuyên nghiệp đâu anh? Em có quay chuyên nghiệp đâu. Đó, áp bộ to kìa. Đó, áp bộ kìa. Không, mình vô mình coi được, chứ còn cái chuyện mà mình mua thì phải xếp hàng, đúng rồi. Không, nhiều lắm. Thôi thoải mái, em mới vô rồi. Apple Store. Ghê này, xếp hàng. Đây cạnh Apple một cái store nhỏ ở Hồng Kông đầy đủ luôn. Mobile Air rồi mấy cái case. Yes. Nguyên một cáp sạc 2.000. Ồ, đầy đủ. Lo luôn. Quá xịn.